Ở tập trước, Hoa Lê Nhi đã thông báo buổi trưa ngày mai công bố tin tức của Thạch Hậu. Đến hẹn lại lên, đám người quan tâm tới chuyện này liền tập trung tề tụ tại Hoành Thành, số lượng có vẻ không hề nhỏ. Sau lành đã qua về nhưng vẫn chưa thấy công chúa Hỏa Quốc có ý kiến gì nên cả đám vô cùng thắc mắc, rốt cuộc tới khi nào mới có tin tức đây. Ngoài những kẻ lần đầu xuất hiện thì lần này Thiền Thiền quận chúa cũng tới, trong số đó còn có một nữ đệ tử mặc trang phục bổ thiên các. Vân Hy phụng mệnh xa xa tới tìm kiếm Thạch Hậu nên cũng xuất hiện. Sau một thời gian tu luyện, Vân Hy đã có mặt lột xác giống như Hỏa Linh Nhi, bộ dạng khác xưa rất nhiều. Nếu lúc trước còn là một thiếu nữ ngây thơ thì bây giờ đã là mỹ nhân thành thục. Bộ lão già sốt ruột lên tiếng, thiên tài trong tộc lão bị Thạch Hậu đuổi giết trong tổ địa Hỏa Quốc. Hôm nay, Hỏa Quốc nhất định phải cho hắn một lời giải thích. Nếu các bạn chưa biết thì lão già này là người của Viêm Mãng tộc, đã từng xuất hiện ở tập 45. Lúc đó lão đang liên hợp với một tên của phòng Lôi Vũ tộc bắt giữ con cháu Hỏa Quốc. Ở trong phòng, Hoa Linh Nhi đã vô cùng sốt ruột, nàng định ra ngoài với những bị một tên thủ hộ xa căn ngăn. Mấy ngày nay Hòa Hoàng không ở trong cùng, lẽ ra công chúa nàng không nên mạo hiểm tổ chức yến hội. Hắn cho rằng người ra tay trên đăng thiên khuyết có lẽ không phải Thạch Hậu. Tuy nhiên Hoa Linh Nhi lại tin tưởng, ngoài Chu tiểu tử đáng hận đó ra, ai lại có thực lực không sợ trời, không sợ đất như vậy. Vừa mới nói xong thì phía bên ngoài đã xảy ra động tĩnh đánh nhau, người vừa gây ra màn náo động vừa rồi chính là cụ đầu sư tử. Đối mặt với cường giả Viêm Mãng tộc, sư tử chín đầu vẫn y nguyên giữ được phong thái không sợ trời chẳng sợ đất giống như Thạch Hậu, thích thì nhau lại đầy đánh nhau. Lão già kia nghe vậy liền uy hiếp, khẩu khí đúng thật là quá lớn, nếu hắn đã tuyên dương khắp nơi rằng mình đây là huynh đệ của Thạch Hậu, vậy thì nợ máu của Thạch Hậu đương nhiên phải tính trên đầu hắn. Lúc này Thạch Hậu và chim đỏ đang trà trộn ở bên cạnh xem kịch, chứng kiến lão già sắp động thủ, chim đỏ liền ra mặt, muốn ra tay với huynh đệ trước tiên phải bước qua cửa ải của hắn. Lão già nghe vậy liền muốn tính sổ luôn một thể, huynh đệ của huynh đệ Thạch Hậu cũng là kẻ thù. Hoa Linh Nhi nghe được lời này liền ngạc nhiên, huynh đệ của huynh đệ Thạch Hậu, như vậy chẳng lẽ con quạ đen kia chính là Đại Hồng? Tự dưng thấy một con quạ lạ hoắc sông giò lại còn kêu huynh đệ với mình nên cựu đầu sư tử quay sang hỏi thăm lai lịch. Hắn nhớ lại chưa từng kết bài huynh đệ với quạ đen xui xẻo nào. Chim đỏ lập tức giải thích. Hoa Linh Nhi nhanh chóng bước ra cảnh cáo đám người vực ngoài, nơi này là hoàng cung, không phải hội trường đại hội luận võ. Lão già bên kia nghe xong vẫn không chút hoảng sợ, thậm chí còn uy hiếp ngược lại. Hoàng vực cũng sắp xong rồi, chỉ là một công chúa nhân tộc, lão muốn xem nàng rốt cuộc kiêu ngạo tới khi nào. Chim đỏ nghe vậy liền bức xúc, dùng thế ra để hù dọa, có gan thì để ông đấy tát một cái. Nói rồi chim đỏ cũng không quên chấn an Hoa Linh Nhi. Có hắn ở đây, đám nào dám hùng dữ, hắn chém chúng nó liền. Hoa Linh Nhi tiến lại hỏi thăm tung tích của Thạch Hậu. Tuy nhiên chim đỏ còn chưa kịp đáp lời thì tên tần siêu bị ăn hành ngầm mồm ở tập trước đã ra tay khóa cổ ba người lại rồi nhấc bổng bọn họ treo lơ lửng. Đúng là oan sáng ngõ hẹp, lần trước bị quạ đen đập lăn mấy vòng, lần này hắn tới là để báo thù. Hắn chậm rãi bước lên đồng thời không quên thông báo, có quen biết với con quạ đen này, coi như Hoa Linh Nhi và cựu đầu sư tử xui xẻo. Tên thủ hộ xa thấy công chúa bị uy hiếp liền lao lên, tần siêu nhanh chóng đe dọa, còn bước tới một bước, vậy thì đợi nhà xác cho công chúa đi. Hành động ngông cuồng này khiến cả đám kinh ngạc, tên thủ hộ xa e sợ công chúa xảy ra bất chắc nên không dám bước lên. Hai tên hoàng ngưu tộc nhanh chóng chạy ra tầng bốc tần siêu, điều này khiến cho hắn càng thêm tự tin. Lý do khiến hắn to gan như vậy là bởi vì đã mời được tần trưởng lão tới đây để chăm sóc cho Thạch Hậu. Hắn hùng hồ lên tiếng yêu cầu Thạch Hậu xuất hiện, còn không ra mặt, vậy thì hắn lập tức tiễn ba kẻ này lên đường. Hai tên đầu trâu phía sau nghe vậy liền nói nhỏ với tần siêu, nhắc nhở cho hắn biết là đánh không lại Thạch Hậu cho nên đừng trêu chọc thì hơn. Không muốn bị mất mặt, hắn lập tức lên tiếng phủ đầu. Mấy ngày nay khổ tu được bí pháp Bân Lão Sơn, thực lực đã là vương trong liệt trận cảnh, sao phải sợ tiểu tử này nữa. Đáp lại sự ngông cuồng này, Thạch Hạo cũng xuất hiện, thần pháp quá nhanh, chớp mắt đã tới phía sau tần siêu rồi tát cho hắn một cái lăn lộn mấy vòng. Chỉ một kích đã bón hành cho thiên tài của Ngưng Kim Môn ngập mồm, khoảng cách thực lực đúng là quá khác biệt. Thạch Hạo từ từ bước lên phía trước, mỗi bước trên đều mang theo dao động năng lượng, thậm chí gia tăng thêm chút lực, liền có thể phá vỡ khống chế của tên tần siêu, giải cứu đám người Hỏa Linh Nhì. Tới đây thì Thạch Hạo cũng không cần giấu giếm thân phận nữa, cậu trực tiếp hiện ra nguyên hình. Sự xuất hiện của cậu giống như truyền động lực, đám người đến từ vực ngoài lập tức sám mặt. Một số người khác thì hoan hô cổ vũ, có vẻ những người cổ vũ này đều là người của hoàng vực. Kể cả Vân Hy, nàng sau khi nhìn thấy Thạch Hạo liền xúc động, mà chim đỏ cũng biến cho lại nguyên hình rồi bày tỏ mong muốn làm thịt đám người xấu này. Lão già Viêm Mãng tộc chứng kiến được uy lực của Thạch Hạo liền run sợ. Tuy thực lực không quá mạnh vậy nhưng cũng không phải sang não tàn, biết đánh không lại nên không cố chấp lao lên tấn công. Về phía tần siêu, thực lực của hắn rất mạnh, chỉ đáng tiếc là không có não. Y thế Bất Lão Sơn có vô thượng truyền thừa, chỉ cần hắn vui vẻ, đừng nói là Hỏa Quốc, ngay cả hoàng vực cũng có thể san thành bình địa. Thạch Hậu nghe về liền tiếng khinh thường, điều này khiến tần siêu tức giận tung một đòn giằn mặt vậy nhưng không thể gây nổi một chút thương tổn cho Thạch Hậu. Không chịu bỏ cuộc, hắn nhanh chóng rút kiếm lao lên tấn công. Đáng tiếc là còn chưa kịp biểu diễn năng lực thì đã bị cậu tùy tiện vung chiêu cắt đứt một cánh tay.
Cả đám như một màn này kinh ngạc không thôi, Thạch Hạo cũng quá mạnh rồi, Bất Lão Sơn là nơi có vô thượng đạo thống, ấy vậy cũng tiếp không nổi một chiều. Lão già kia nhận định, hành động chặt đứt một cánh tay cũng là nhân nhường, thay cho Tần Siêu một mạng. Tuy nhiên, chỉ riêng việc trêu chọc Bất Lão Sơn thì ngày chết của tiểu tử cũng sắp tới rồi. Bị ăn đòn vậy nhưng vẫn không chịu hối cải, lại còn mạnh miệng lên tiếng đe dọa tiêu diệt toàn bộ Hỏa Quốc. Nơi này thực sự đã chọc giận Thạch Hạo, không thể tha thứ được nữa, cậu lập tức vung một chiều tiễn tên này về với đất mẹ. May mắn cho Tần Siêu là Tần trưởng lão kịp thời xuất hiện vớt lại một mạng cho hắn. Lão già này là Tần Thu Thành, trưởng lão của Bất Lão Sơn. Nhìn thấy lão đi tới, Tần Siêu nhanh chóng yêu cầu lão mau chóng diệt trừ tiểu tử đáng hận đó. Tần Thu Thành tỏ vẻ không cần vội, tiểu tử đó chạy không thoát đâu. Lão già này là vương giả Hoàng Ngô tộc, thực lực liệt trận cảnh. Còn lão già này là người của Phượng Lôi Vũ tộc, thực lực liệt trận cảnh. Hiện tại chính là thời cơ tốt để trợ giúp tiêu diệt Thạch Hạo, từ đó kết thân với Bất Lão Sơn, có lẽ sau này cũng có thể nhận được ân huệ. Nói rồi, hai lão già cũng nhanh chóng đi ra góp vui. Có thêm sự trợ giúp, Tần Thu Thành lại càng tự tin, Thạch Hạo hôm nay nhất định phải chết. Đi cùng những lời nói đó, lão ta lập tức lấy ra một kiện bảo vật chiến sáo của Bất Lão Sơn là Ngũ Hành Hoàn. Đáng tiếc đây chỉ là đồ nhái, Ngũ Hành Hoàn nhái nhanh chóng phát huy sức mạnh, lực lượng phát ra chấn áp lên thân thể của Thạch Hạo, chim đỏ và chín đầu sư tử. Vài lão già tinh mắt liền có thể nhận ra đây là đồ nhái, vậy nhưng hàng nhái đã có uy lực kinh khủng bậc này, nếu là chân chính Ngũ Hành Hoàn, vậy thì uy lực sẽ mạnh tới nhường nào. Không chế được đối thủ, Tần Thủ Thành liền kêu gọi hai lão già ra tay. Lão già của Phượng Lôi Vũ tộc lấy ra một cái hồ lô, còn lão già Hoàng Ngô tộc thì lấy ra hai thanh kiếm. Bị chấn áp và bị hợp lực vây công, Thạch Hạo vẫn thản nhiên. Cậu nhanh chóng lấy ra một mũi tên, đây chính là bảo vật của Phượng Lôi Vũ tộc. Cậu điều khiển mũi tên đánh tan thần uy của Ngũ Hành Hoàn. Lão vương già Phượng Lôi Vũ tộc nhìn thấy bảo vật trong tộc đang nằm trên tay Thạch Hạo liền kinh ngạc. Trước đó tại Tàu Địa Hỏa Quốc, Thạch Hạo đã chạm trán với một kẻ được gọi là Sầm Vũ. Bảo cụ này chính là đoạt được từ trên người hắn, càng không ngờ rằng Thạch Hạo lại có thể đem uy lực bảo cụ phát huy ra thần năng càng mạnh hơn. Cứ như vậy, hai lão già rất nhanh đã bị ăn hành. Kết quả dễ dàng đàn áp hai vị vương giả cũng không làm cho Tần Thủ Thành e sợ. Bây giờ tiêu tử còn chưa trở thành chí tôn, cho dù thực sự trưởng thành thì Bất Lão Sơn cũng không phải là một nơi tên nhóc có thể dung chuyển. Thạch Hạo nghe sau liền mạnh mẽ tuyên bố, vậy thì cậu sẽ dung chuyển cho lão thấy. Nói rồi, cậu cũng bộc phát thực lực. Tần Thủ Thành nhanh chóng sử dụng Ngũ Hành Hoàn trấn áp, Thạch Hạo vội vàng né tránh. Ngũ Hành Hoàn vẫn tiếp tục truy đuổi, cộng thêm hai lão già bên cạnh liên thủ tấn công, vừa công kích trực diện, vừa âm thầm đánh lén. Tổng cộng 3 đòn công kích cùng lúc giáng xuống người Thạch Hạo. Cứ tưởng rằng Thạch Hạo đã tan thành mây khói nên cả đám liền vui mừng. Tuy nhiên, sự vui mừng này rất nhanh đã chuyển sang thất vọng cùng kinh ngạc khi mà tên tiểu tử này vẫn sống rất tốt. Cả đám tự hỏi, rốt cuộc thân thể tiểu tử này làm bằng cái thứ quái quỷ gì vậy? Thạch Hạo lớn tiếng tuyên bố, chút bản lĩnh này chỉ là trò vặt mà thôi. Ở thiên không chiến trường còn chưa chết nổi, huống hồ là chỗ này. Nói xong cậu cũng rút kiếm ra, kết hợp với bảo thuật côn bằng gia trì, lão già của Ngưu Mãng tộc lập tức bị chém chết. Sau đó tiễn luôn vương già của Phượng Lôi Vũ tộc xuống Hoàng Tuyền để hai người bầu bạn với nhau. Tần Thủ Thành thấy vậy càng tức giận, hắn huy động lực lượng từ Ngũ Hành Hoàn tấn công liên tục, công kích phun ra như mưa. Thạch Hạo chật vật chống đỡ, sau đó chậm rãi lấy ra một nhánh cây. Chỉ với một ngọn cây rất tầm thường đã dễ dàng phá sai uy lực của Ngũ Hành Hoàn nhảy, khiến lão bị đánh rơi xuống đất lăn vài vòng. Được đà tiến lên, Thạch Hạo tiếp tục chặt đứt một cánh tay của Tần Thủ Thành. Kết quả này khiến cả đám người gây sự cũng biến sắc. Tần trưởng lão tu vi thâm bất khả chắc, vậy mà Thạch Hạo tuổi còn trẻ đã có thực lực mạnh hơn, tương lai còn ai có thể địch nổi. Không chịu bỏ cuộc, Tần Thủ Thành tiếp tục sử dụng Ngũ Hành Hoàn tấn công lần nữa. Cứ tưởng lần này lão muốn liều chết tiêu diệt Thạch Hạo, vậy nhưng ai ngờ hành động tấn công này lại nhằm mục đích khiến cho cậu phân tâm, từ đó tranh thủ thời gian bỏ chạy vừa không quên để lại lời nhắn, ngày sau Bất Lão Sơn chắc chắn sẽ chém tên tiểu tử thành muôn mảnh. Thạch Hạo không muốn truy đuổi, cậu chỉ muốn cướp đoạt Ngũ Hành Hoàn nhái. Đáng tiếc là hành động vẫn chậm một chút, Tần Siêu cùng Tần Thủ Thành đã bỏ chạy thành công. Tới đây thì trận chiến cũng đã hết, cả đám tận mắt được chứng kiến uy lực của Thạch Hạo nên cũng không dám manh động nữa. Hoa Linh Nhi chạy tới khen ngợi, chim đỏ thì thúc giục mau chóng đi tìm chủ tước. Vân Hiệp nhìn thấy Thạch Hạo không xảy ra vấn đề gì cũng vui mừng, tuy nhiên sau khi nhớ tới nhiệm vụ của mình thì khuôn mặt nàng lập tức chuyển sang căng thẳng cùng dằn vặt. Nhiệm vụ của Gia Gia giao cho là lấy lại một món đồ. Tuy rằng không nói rõ thứ đó là gì, vậy nhưng theo mình dự đoán thì có thể là chiếc găng tay. Vân Hy vô cùng lo lắng, lần này không biết như thế nào thì cậu mới chịu đáp ứng yêu cầu quá đáng này. Dù như thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ được giải đáp ở tập sau, còn tập này thì đến đây là hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem tập tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!